Kênh Quang Lan Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Quang Lan Thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi cái cách mình trồng và mình thường lan cẩm cù. Đó, cẩm cù thì dạng lan gừng. Đó, lan gừng mà nó có nhiều loại các cô chú. Quay trước hơi ồn nha. Đó, thì đây. Nói chung loại nào thì cũng trồng theo cái cách này Google cũng được hết. Cũng được hết. Đây trước mắt các cô chú là đây một cái giò cẩm cù này lá mít đó. Bò lên nè, hiện tại cắt số dăm nha, cắt số dăm rồi giờ nó cho ngồng nè đó, ghẻ ra nè, bên đây nó cho cái vòi hoa nè đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách trồng và thần luôn. Đây là cái giá thể mình trồng nè các chú. Đó. Thì nó có nhiều cách, nhiều cái loại giá thể để trồng nữa. Ở đây mình trồng cái chậu này mình trồng bằng than đá nè, than đá mình đập nhuyễn ra nó còn sót cục than đá đó nè. Đó là than kêu bằng than tổ ong đó, với sơ dừa, với phân dê. Thì cách trồng, cái cách mà mình cắt để ra để mình trồng như thế nào đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các cô chú anh chị để mình lấy cái chậu này mình cắt mình dăm ra nè. Cái này mình trồng cái giá thể khác nữa nè. Đây. Đây là cẩm cù lá xoài, hồi nãy lá mít này lá xoài. À, hồi nãy thì cái bông màu trắng nhị đỏ, còn cái này cái bông màu đỏ à. Thì đối với loại cẩm cù này nè thì người ta có nhiều cách trồng lắm. Thí dụ các cô chú trồng vụ dớn nè à, các cô chú có cô chú trồng vào vỏ thông với dớn, hoặc là phối hợp với vỏ thông với sơ dừa à. Thì, có người trồng với đất trộn sơ dừa. Đó, có người trồng than trộn với sơ dừa với phân phân dê, phân trâu bò gì đó cũng được, phân nói chung là phân động vật ăn cỏ đó. Thì mình ở đây mình trồng nó hai loại. Cái loại nãy cái chậu lớn đó, mình quay cho các cô chú anh chị mình xem, đó là cái loại đó là mình trồng là dưới cái than tổ ong, cái sỉ than tổ ong đó, cái than mình đốt rồi tới còn sỉ than đó. Đó. Còn ở đây là mình với mình bỏ ít phân dê lên, phân dê hay phân trâu bò là phân động vật ăn cỏ đó qua xử lý đó. Còn ở đây là mình trồng cái này là mình trồng hoàn toàn là đất nè, các chú thấy đất không, đất nè, nó trộn với sơ dừa với chấu nè, cho chấu á đó. Đó bỏ chấu nè, thấy không, bỏ chấu. Mà hiện tại giờ mình cắt mình trồng, bây giờ cây nó phát triển tốt rồi nè, nó nhảy chồi nè, cây xanh tươi gì là nó bắt rễ cho nè, con này cho ra lá mới nè, lá là lá mới của nó ra nè, con này chồi ra nè. Đó, thì cái loại chung là cẩm cù này dễ trồng các chú, các chú trồng sao mà miễn giữ ẩm cho nó đó, là nó sẽ ra rễ thì giờ nó sẽ tốt. Đó, cái này mình quay phía trước hơi ồn các chú, nó sẽ tốt. Mà người ta trồng mà nếu các chú mà muốn trồng mà khỏi cần giá thể cũng được, tức là mình trồng thủy canh đó, trồng bằng nước nó vẫn tốt luôn. Nó tốt mà với điều kiện các chú đã trồng thủy canh đó, là với điều kiện là các chú đổ nước vô cho nhiều đó, rồi các cô chú để vậy luôn, khi nào hết nước mình châm vô, chứ mình không có thay nước nó. Nếu các cô chú thay nước sạch cho nó là nó sẽ không có bông đó. Đó rồi cái loại này nó chịu dơ, nó ngặt vậy đó, các chú trồng là để vậy luôn, khi nào hết nước mình châm vô chứ không có có thay nước. Cái lan cẩm cù thì nó dễ trồng vậy đó. Thì mình trồng á, một chút xíu nữa mình chia sẻ bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn cái cách mình cắt ra để mình trồng gì. Thí dụ như các cô chú nãy thấy cái chậu nãy mình quay đó, nó tùm lùm nó nhiều đó, thì giờ muốn nhân giống mình cắt ra đó.
mình cắt ra, hoặc mình mới mua về mà nó có cái hoặc là mình mới mua về là nó có nhánh gì nè. Ví dụ mình mua lan lan gừng á, lan gời về có nhánh gì nè. Còn ở lan mà ta thần sẵn thì khỏi nói rồi. Đó, nhánh gì nè, các chú trồng không? Rồi mình về mình cắt. Mình cắt ra mình ghim xuống như vậy, nó mình làm giá thể vớn cọng cũng được nè. Sơ dừa cũng được nữa nè. Hoặc là đất nè, đất ở đây mình trồng đất nè, đất trộn với cho chấu nè, với phân động vật ăn cỏ. Hoặc là hồi nãy cái chậu nãy đó mình trồng bằng sỉ than với sơ dừa với phân động vật ăn cỏ. Ở đây mình trồng cái chậu này là đất trộn với cho chấu nè, sơ dừa nè đó, với phân động vật ăn cỏ đó. Thì cái cách mình cắt ra mình ghim thì dễ lắm. Ví dụ các cô chú muốn cắt ra ghim thì ví dụ mình cắt đại ở đây mình ghim nó cũng ra rễ nữa, nhưng mà các cô chú muốn để cho nó nhanh ra rễ thì các cô chú ví dụ như cái nó có cái mắt gì đây, nó có cái mắt gì là các cô chú thấy không, thì các cô chú cắt xích dưới đây một chút đó, ở đây mình cắt nè, xuống dưới đây nè, mình cắt xuống dưới đây luôn nè, mình ghim nó vẫn ra rễ, nhưng mà các cô chú kỹ đó, tại mình tiếc rồi mình để vậy đó mình, nhưng mà nó vẫn ra nè, nó vẫn bắt rễ nó ra nè. Đó, bên đây cũng ra nè. Đó, nếu các chú kỹ mình cắt xích trên đây nè, đó là mình ghim đó, là cái chân chỗ cái lá nè, cái mắt lá nè, nó vừa chạm xuống cái giá thể là ok, nửa rễ này nó bắt xuống nhanh hơn. Cái cọng này, bản thân cọng này nó vẫn có rễ nha, bản thân cọng này vẫn có rễ nha, đây đó, nó vẫn có rễ chứ không phải là không nha, đây cũng vậy nè. Đó. Vẫn rễ cái lan cẩm cù thì nó dễ lắm, các chú cắt ngang mà cắt xéo xéo vậy nè, các chú ghim xuống là sống rồi. Ở đây mình trồng hồi nãy là cái giá thể nãy là bằng sỉ than đó, sỉ than tổ ong đó, với trộn với sơ dừa. Còn ở chậu nằm trồng hoàn toàn đất nè, đất trộn với nói chung là cái giá thể này của mình trồng cây mai đó, mình trồng cái cây mai vàng đó là đất nè, đất sơ dừa cho cháu với mà sơ dừa cho cháu với phân làm vật ăn cỏ, mình trộn vô mình trồng dĩ thống sống thôi, đơn giản vậy thôi, các chú không có cần cầu kỳ đâu. Rồi ví dụ như bây giờ cái này nó sống gì nè, các chú muốn thần nó dễ lắm. Cái loại này các chú ví dụ bây giờ mình bỏ ít phân tan chậm vô đây nè, hoặc phân hữu cơ hoặc là phân bò phân dê đó, mình bỏ ít vô lên trên đây rồi mình tưới nước không nó vẫn sống đó. Cái loại này dễ đó, nhưng mà đặc biệt muốn cho nó có bông là phải để ở ngoài ánh nắng đó, có nắng ít nhất phải từ 75% nắng đi lên đó, là nó mới có bông đó. Các chú thí dụ các chú mà chỗ chặt đó, mà các cô chú mà không có treo lên hoặc là máng lên được đó, thì các chú lấy gì các chú kê lên cao cao vậy nè, rồi mình làm cái khung sắt đó, khung sắt đó, hoặc là mình bẻ những cái cây thép bọc nhựa đó, mình bẻ cao lên hình chữ U lên vậy nè, dòng xuống hai cái chéo lại với nhau là mình quắn lên nó bò thành nguyên chùm đó, sổ bông đó. Ở đây mình trồng bốn nhánh gì nữa mình sẽ bẻ chữ U lên nè, bẻ chữ U lên trên đây nè, bẻ chéo lại một cái nữa là mình sẽ quắn lên đó. Hiện tại giờ mình chưa có cái cây sắt bọc nhựa đó, cho nên mình chưa có làm, phải có mình làm luôn cho các cô chú chị mình xem. Thì cái loại này nó dễ trồng lắm đó, như mình nãy mình quay cho các cô chú thấy đó, hồi nãy mình trồng bằng sơ dừa với than tổ ong cũng được, ở này mình trồng bằng đất nè, nói chung là cái giá thể để trồng cái cây mai vàng đó mình trồng nó vẫn sống luôn, nó quá đơn giản. Mình chỉ cần để ít phân đang chậm đây là mình tưới nước không đó, mỗi bữa này cái loại này nó ưa ẩm như lắm, nó ưa ẩm ưa nước lắm, mình tưới nước mỗi bữa vậy. Đừng có bỏ nước cho nó, đừng ngắt nó, tưới đẫm luôn là nó sống à. Đó. Thậm chí khỏi cần xịt thuốc cho nó, thí dụ mà mình xịt thuốc mấy cái loại lan kia mình xịt qua xương xương cho nó là được rồi. Đó. Điều quan trọng nhất là mình phải là mình thần cho nó tốt là phải có nước, phải giữ ẩm cho nó, tức là phải nước lúc nào cũng ướt gì nè. Đó. Cái thứ hai là phải từ 75% nắng đi lên đó, 80-90% nắng cũng được, không sao hết trơn á, nó không có chết, 100% nắng nó cũng không chết nữa. Bò lên hàng rào á, hoặc vàng lan gì đó là nó sẽ cho bông.
Nếu mà các cô chú mà trồng mà để trong mát là ăn quả nó không cho bông đâu. Còn các cô chú mà trồng thủy canh như nãy mình nói á, trồng thủy canh á thì mình cắt dài dài xuống vậy nè, từ cái mắt lá xuống mình cắt dài dài nè, mình cắm như trong cái chậu thủy tinh hay là một cái nói chung là cái chậu gì để giữ nước được đó, các chú cắm vô đó, cắm vô đó là tự động nó bung rễ tùm lum ở trên chậm vậy đó, rồi các cô chú để gì luôn hết nước chầm vô, hết nước chầm vô, chứ đừng có thay nước, đừng có thấy dơ rồi thay rửa là nó không bao giờ nó có bông. Cái loại đó nó chịu dơ, cái loại này nó chịu dơ ngộ vậy đó, là nó không bao giờ cho bông đâu. Các chú mà thấy nó trồng thủy canh đó nghe, mà thấy cái chậu của mình nó dơ đó, là các chú rửa là không bao giờ nó có bông. Cái này là cũng chia sẻ những người của cái chị kia, chỉ chia sẻ đó là cái cách chị trồng thủy canh cho mình đó. Người canh bên Canada chỉ chia sẻ cho mình đó, là cái cách mình trồng thủy canh đó nghe. Còn cái cách này mình trồng đại mà nó mình thử nó mình trồng nè, cái giá thể này là mình thử mình trồng nó sống nè, bằng cái cây mai nè, cái giá thể đi trồng cái cây mai vàng này mình thử mình trồng vẫn sống nữa không. Còn cái chậu kia là mình trồng bằng than đá trộn sơ dừa vẫn sống luôn. Nói chung là cái loại này rất là dễ trồng, trồng kiểu gì cũng sống đó. Với điều kiện các chú giữ ẩm cho nó, thứ nhất là giữ ẩm, cái thứ hai là nó phải có nắng là nó sống, nó phát triển tốt thôi. Nó để chút ít phân chậm vô thì thôi, không cần cầu kỳ, còn xịt thuốc mấy cái lan kia còn dư mình quơ xương xương nó còn không có thôi cũng được, vẫn sống vẫn tốt bình thường, đơn giản vậy thôi. Rồi hôm nay kênh Hoa Lan thôi xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi cái cách mình trồng cái lan cẩm cù, trồng và thần lan cẩm cù đó. Các cô chú anh chị yêu mến kênh Hoa Lan thôi hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông để chia sẻ tạo động lực cho kênh Hoa Lan thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.